Hello các bác nhé, đây hàng của anh Hải đây. Đáng lẽ là em còn kia kìa, còn mấy con cày kia phải đi Hưng Yên này. Đây nữa một đống này nữa này, ân thi Hưng Yên, nhưng mà giờ phải ưu tiên bán cho bác nên là không xếp lên nữa. Nhà đó một con vậy. Em thả thử xem, chắc là được. Chưa được. Để rơi hắn đây. Em chào anh Đậu Minh Tú nhá. Đây bác đang dục và nhanh cho bác cái vơi rồi. Là anh này. Hả? Là anh này. Đây này. Là anh đang giao đấy. Đấy, anh Hải này này. Có vị trí rồi.
Đấy, bắt luôn con ốc vào đây, không nó rơi mất đầu sau đâu. Bánh lái, bánh lái. Để cầm dưới cái bánh lái. Đây này bác này, đấy, em còn đang 4 con cày nữa phải lên đường. Nhưng mà bác không chờ được nữa rồi. Đây, trong này 2 con nữa này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đây, mấy cái bánh lái để lên đường luôn này. Đấy. Cầm luôn cho anh em đấy bộ chốt, chốt nó máy mới đâu có chốt đâu.